Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, dân gian vẫn thường có câu nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo. Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền với hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, hung ác với thuộc hạ cùng với sở thích uống rượu khiến nhiều người có cái nhìn không tốt về ông. Thế nhưng khi khai quật mộ của vị tướng này, ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A vì sự thật không như chúng ta vẫn tưởng. Võ tướng Trương Phi ngoài đời thật lại là một nhân vật tài năng không hề tầm thường và có xuất thân cao quý ít người có thể sánh bằng. Và để tìm hiểu rõ hơn về võ tướng này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng thường gọi tắt là Tam Quốc, là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. Không chỉ là một thành công nổi bật trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mà những ảnh hưởng sau này của nó đến văn hóa các nước Đông Á cũng vô cùng sâu rộng. Một trong những thành tựu lớn nhất phải kể đến là tác giả La Quán Trung đã khắc họa nổi bật hình tượng các nhân vật với kiểu đặc trưng tính cách điển hình. Một Gia Cát Lượng đa mưu túc trí, một Lưu Bị bên ngoài nhân từ bác ái nhưng bên trong vô cùng thâm sâu phức tạp, một Quan Vũ rất mực trung nghĩa nhưng cũng đầy cao ngạo. Điều thú vị là hậu thế luôn quan tâm việc bên cạnh hình tượng hào hoa hay hiểm ác mà tác giả cố gắng xây dựng trong tiểu thuyết, nguyên mẫu nhân vật trong đời thực có giống hay không và kể cả có sai khác thì vẫn luôn được chấp nhận. Việc này cũng xảy ra với trường hợp nhân vật Trương Phi. Dù có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của nhà Thục Hán, là một anh hùng nổi tiếng của Tam Quốc, được người đời khen ngợi, song trong cuộc sống đời thường, Trương Phi luôn được coi là một ví dụ điển hình của tính cách nóng nảy, hấp tấp, lỗ mãng, nóng như Trương Phi. Ấn tượng này rõ ràng được tạo ra từ ảnh hưởng quá lớn của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khi các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện và tiến hành khai quật ngôi mộ được xác định là của Trương Phi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, những di vật được tìm thấy trong ngôi mộ đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất, di vật trong mộ thể hiện tài năng thư pháp và học vấn đáng kinh ngạc của Trương Phi. Cụ thể, các chuyên gia đã phát hiện ra nhiều tác phẩm thư pháp ở đây. Trong các nghiên cứu lịch sử trước đó, có một số di vật là bản sao chữ viết của Trương Phi. Nhưng so với các tác phẩm gốc trong mộ, các di vật này đương nhiên không phản ánh được bản chất của nét chữ. Trong ngôi mộ còn có một tấm bia đá do chính Trương Phi khắc. Có thể thấy được rằng nét chữ của Trương Phi vô cùng độc đáo, vừa mạnh mẽ dứt khoát mà cái hồn toát ra từ nét chữ khó có ai bì kịp. Thậm chí các chuyên gia đánh giá rất ít người của thời kỳ Tam Quốc có trình độ thư pháp sánh ngang với tài thư pháp của Trương Phi. Từ sự phân tích này, có thể thấy rằng nguyên mẫu đời thực Trương Phi không phải là một người lỗ mãng thô thiển, trình độ thư pháp có thể phản ánh tài năng đặc biệt của ông ta về khía cạnh học vấn. Trong xã hội xưa, người nào có thể viết chữ đẹp đều có trình độ văn hóa cao, bởi vì bất cứ ai luyện viết thư pháp đều biết đến độ khó của thư pháp cổ đại. Bất ngờ thứ hai là gia cảnh xuất thân không tầm thường của ông. Văn bia trong mộ Trương Phi cũng mô tả khái quát về cuộc đời của ông. Theo ghi chép, điều kiện gia đình của Trương Phi tương đối khá giả. Từ nhỏ, ông đã được đọc sách, luyện thư pháp. Khi Lưu Bị khởi binh, Trương Phi đã lấy tài sản của mình đi đầu quân cho Lưu Bị. Từ quyết định này có thể thấy, Trương Phi là người có khả năng tài chính trị nhất định. Như vậy, khác hẳn với hình ảnh một anh hùng võ biển liều lĩnh, lỗ mãng, xuất thân bần nông được khắc họa trong các tác phẩm văn học, Trương Phi trong thực tế là một người tài năng và có tầm nhìn. Khi các chuyên gia công bố sự thật lịch sử này, nhiều ý kiến cho rằng họ đã bị các tác phẩm nghệ thuật lừa dối quá lâu rồi. Rõ ràng, các phát hiện khảo cổ đã có công lao to lớn với công cuộc nhận thức sự thật lịch sử vô cùng phức tạp. Quý vị thân mến, nhắc đến Trương Phi, hậu thế vẫn thường nhớ đến cái chết oan nghiệt của vị tướng này. Năm ấy, ông mất do bị thủ tiêu một cách man dợ. Bên cạnh nguyên nhân từ bản thân Phi là bạo mà vô ơn, thì nhiều người vẫn cho rằng thực ra có hung thủ giấu mặt đứng đằng sau đã sắp đặt âm mưu trong một thời gian dài. Vậy rốt cuộc ai mới là hung thủ thực sự đứng đằng sau vụ ám sát kinh hoàng đó? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trương Phi, chưa rõ năm sinh, mất năm 221. Là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn,
dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ. Ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân. Nhằm giúp cho Lưu Thiện được thuận lợi đăng cơ, bảo vệ thiên hạ của Lưu gia, Lưu Bị đã quyết định qua cầu rút ván, thanh trừng các anh em khác họ là Quan Vũ, Trương Phi. Lưu Bị đã âm mưu loại trừ Quan Vũ, liệu có khả năng sẽ bỏ qua Trương Phi? So với Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi không có lập trường chính trị rõ ràng. Ông không có xuất thân bần hàn như Lưu Bị, cũng không có tư tưởng diệt cương hào như Quan Vũ. Trương Phi tòng quân thuần túy vì tinh thần nhiệt huyết hào tình, cho rằng đại trượng phu thì nên ra giúp nước. Thêm nữa, con người Trương Phi quá mức đơn giản. Ông lầm tưởng rằng con cháu của mình cũng cam tâm ở chiếu dưới, vĩnh viễn trung thành với gia tộc họ Lưu. Mãnh tướng đa tài. La Quán Trung miêu tả, Trương Phi tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong môn quân như lấy đồ trong túi. Mãnh tướng Trương Phi không chỉ võ nghệ siêu phàm mà còn dũng cảm hơn người, không sợ cái chết. Ông cầm bát xả mâu, cưỡi ô mã đạp tuyết, khiến quân địch khiếp sợ. Trong trận Đương Dương, Trường Bàn, quân Lưu bị thua, bỏ chạy. Huyền Đức sai Dực Đức dẫn 20 kỵ binh chặn hậu, cản quân Tào. Trương Phi chờ Lưu Bị và những người khác sang sông, rồi đứng chờ trên cầu Trường Bàn. Ông phá bỏ cầu, cầm mâu nghênh địch. Quân Tào phần sợ Trương Phi, phần ngại ông có kế khác nên không dám sang sông. Nhờ đó, Lưu Bị và thủ hạ chạy thoát đến Hán Tân. Để tăng thêm sắc thái anh hùng cho Dực Đức, La Quán Trung kể Trương Phi đứng trên cầu, quát to tới mức quân Tào run sợ, Hạ Hầu Kiệt thậm chí vỡ mật mà chết. Đương nhiên, đây chỉ là tình tiết hư cấu của tác giả. Ông cũng là một trong hai tướng có thể đánh Lữ Bố, người còn lại là Hứa Trừ. Ngoài ra, Trương Phi không hề hữu dũng vô mưu như một số người vẫn nghĩ. Trong trận Trường Bàn, Trương Phi chặn được quân Tào một phần nhờ kế cột cành cây vào đuôi ngựa, quét đất bụi mù mịt khiến đối phương sợ có phục binh. Năm 214, Lưu Bị dẫn quân tiến vào Ích Châu. Trương Phi đụng độ tướng Nghiêm Nhan, thái thú ba quận nổi tiếng Chí Dũng Song Toàn. Trương Phi dụ hàng không thành, sai người tiến đánh nhưng thất bại do quân Nghiêm Nhan dựa vào thành trì ở vùng núi hiểm trở, dễ phòng thủ. Hổ tướng Thục Hán bèn sai lính vào rừng kiếm củi, rồi giả vờ bảo đã tìm được cách vượt ải vào thành. Nghiêm tưởng thật, đem quân phục sẵn, không ngờ lại trúng kế của Trương Phi. Tuy nhiên, trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông cởi trói, trọng đãi, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng. Các sử gia nhận định chi tiết này cho thấy Trương Phi không chỉ là người có phong độ của một bậc quân tử, mà còn có con mắt chính trị, nhìn xa trông rộng, chứ không nông cạn, thô lỗ. Năm 215, Trương Phi một lần nữa dùng kế tung tin ông say rượu, dụ Trương Cáp lèn vào chạy, rồi sai phục binh đánh bại ông ta. Không chỉ là mãnh tướng hữu dũng, Trương Phi còn có tài thư pháp và vẽ tranh tuyệt đỉnh, đặc biệt là tranh mỹ nhân. Đao Kiếm Lục của Đào Hoàng Ảnh đời nhà Lương ghi lại, Trương Phi khi mới được phong tước Tân Đình Hầu, đã thay sợ tối thép làm một thanh đao, tự tay khắc lời Minh. Tân Đình Hầu, đại tướng nước Thục. Sau khi Phi bị Phạm Cường giết, cây đao được dâng cho nước Ngô. Sau khi lấy ít địch nhiều, đánh bại Trương Cáp, Dực Đức một lần nữa trổ tài văn chương qua lời lẽ hùng tráng, khắc trên bia đá. Ông sai người dựng trên sườn núi Đãng Cừ. Tướng quân nhà Hán là Phi, xuất lãnh 10.000 tinh binh đại phá đầu sỏ của giặc là Trương Cáp ở Đãng Cừ, dùng ngựa dựng bia. Trong cuốn Họa Tủy Nguyên Thuyền, danh họa kiêm nhà thơ Trác Nhĩ Xương đời Minh có ghi lại Trương Phi thích vẽ người đẹp, giỏi chữ thảo. Thế nhưng sai lầm của vị tướng họ Trương là cũng lầm tưởng rằng anh cả Lưu Bị sẽ mãi giữ trọn lời thề nhân nghĩa, coi ông là huynh đệ khác họ. Trên thực tế, mô hình huynh đệ kết nghĩa, đồng sinh cộng tử như La Quán Trung xây dựng chỉ phù hợp với thời đồng tâm hiệp lực đánh thiên hạ, không hợp với thời hoàng đế chuyên quyền nắm thiên hạ. Đây có phải là dấu hiệu dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của Trương Phi? Âm mưu hiểm độc của Lưu Bị. Lưu, Quan, Trương đã cùng nhau dựng nên triều đình Thục Hán, thì hậu duệ của bọn họ về lý thuyết phải cùng hưởng quyền kế thừa hoàng vị. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc lập trường không lập ấu, lập hiền không lập ngu. Lưu Bị trong vai trò là huynh trưởng
đồng thời cũng là người có lợi ích bị đe dọa trực tiếp. Đương nhiên, sẽ không để mô hình chính trị lý tưởng đó uy hiếp quyền kế vị và thống trị của Lưu Thiện, phá hủy huyết thống hoàng gia chính tông của ông. Chưa cần nói tới việc đăng cơ làm hoàng đế Trung Nguyên, cho dù chỉ dừng ở ngôi Hán Trung Vương hay hoàng đế Tây Thục, khả năng Lưu Bị chia sẻ thiên hạ với hai họ Quan, Trương cũng không thể xảy ra, nhất là khi Lưu Thiện hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh. Vốn đã có sẵn ý đồ thoát khỏi mô hình chính trị huynh đệ, Lưu Bị đã ngấm ngầm mượn tay Đông Ngô triệt hạ Quan Vũ, rồi dùng danh nghĩa tầm thù để hóa giải lời thề đồng sinh cộng tử. Lưu Bị là cao thủ dùng người, ban đầu bị mượn tay Quan Vũ, Trương Phi để cất cánh, đến khi đại công sắp thành lại muốn mượn tay người khác để loại trừ hậu họa. Người được Lưu Bị chọn mặt gửi vàng không ai khác ngoài quân sư Gia Cát Lượng. Đòn hiểm của Khổng Minh. Gia Cát Lượng cũng không phụ sự kỳ vọng của Lưu Bị. Với sở trường tâm lý chiến của mình, ông đã khuếch đại khiếm khuyết trong tính cách của Quan Vũ và Trương Phi bằng những viên đạn bọc đường. Với Trương Phi, Khổng Minh cho ông lĩnh quân mai phục, diễn màn tiếng thét trên cầu Đương Dương, đẩy lùi 100.000 tào binh, chính là giúp Phi khoe được cái dũng của mình. Đến khi Khổng Minh muốn diệt Quan Vũ, Trương Phi, ông chỉ cần thổi phồng cái tôi của hai vị danh tướng này lên. Khi Quan Vân Trường nhận được địa vị, ngũ hổ thượng tướng đệ nhất dũng mà Lượng phong tặng đã nói, kẻ hiểu ta chính là Khổng Minh. Nhưng Quan Công không ngờ được, đó chính là độc dược mà Gia Cát Lượng gieo vào đầu ông, mà tưởng rằng bản thân đích thực là uy trấn thiên hạ rồi. Trương Phi nhận được 3 xe rượu ngon của Gia Cát Lượng gửi tặng, cũng tưởng rằng bản thân là chí thần, tử thần, vô địch thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Thực chất, cả Quan Vũ và Trương Phi đều đã vui vẻ bước vào con đường diệt vong mà Khổng Minh bày sẵn rồi. Kết cục cay đắng sau cái chết của Trương Phi. Lưu Bị xưng đế 3 năm, không hề nhắc đến chuyện báo thù cho Quan Vũ, khiến Trương Phi mất phương hướng. Rồi đến một ngày, đột nhiên hạ chỉ, phát binh phạt Ngô. Trong 3 năm đó, Trương Phi đã sớm trở thành sâu diệu, ý chí tiêu tán, đâu còn là đại tướng lẫy lừng của Thục Hán. Việc Lưu Bị nuôi Trương Phi thành một kẻ nát rượu, rồi ra lệnh cấm rượu trước ngày phạt Ngô, được các học giả hiện đại đánh giá là một đòn độc rất cao tay. Trương Phi là người ưa mềm không ưa cứng, lệnh cấm của Lưu Bị chỉ khiến Phi càng ham rượu, mà Trương Phi càng ham rượu thì càng lộ rõ tính bạo ngược. Quý vị thân mến, theo nhiều học giả Trung Quốc, việc Trương Phi bị ám sát trong quân chỉ là màn cuối trong vở kịch mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã dựng sẵn, khiến Trương Phi vì ngu dốt mà tự hại mình. Còn Lưu Bị khi nghe tin thì òa khóc, có lẽ là khóc vì quá vui mừng. Quý vị nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!